chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn du học online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Ở tiếp theo chương trình hôm nay, trong hệ thống trường IELTS của Mỹ, Tân Đại Dương sẽ giới thiệu tiếp với các bạn một trường, đó là Southern Arkansas University. Và Southern Arkansas University được thành lập như là một trường nông nghiệp vào năm 1909. Đây là trường công lập tọa lạc tại Magnolia ở phía tây nam Arkansas. Magnolia có dân số là 12.000 người. Số lượng sinh viên đăng ký phần lớn từ các tiểu bang Arkansas, Louisiana và Texas, mặc dù số sinh viên của trường đến từ 15 tiểu bang và nhiều quốc gia khác. Magnolia là một thị trấn tiến bộ và đang phát triển, nằm trong và trung tâm của khu kinh doanh nông nghiệp, công nghiệp, gỗ và sản xuất dầu. Southern Arkansas University rất tự hào về trung tâm khoa học mới rộng 5.575 m² với cơ sở vật chất hiện đại của mình. Trường được gọi tắt là SAU mang lại một trải nghiệm về cuộc sống sinh viên hoàn toàn với hơn 100 tổ chức sinh viên và tỷ lệ sinh viên thu nhận viên thấp trong lớp học. Đối với những sinh viên lưu trú tại khu công viên xinh đẹp của trường, một trong những chọn lựa về nhà ở là Residential Emphasis Group, cho phép sinh viên sống trong cùng ký túc xá với các sinh viên khác có cùng sở thích. Các chuyên ngành học tại trường như sau: ở bậc đại học có các chuyên ngành quản trị kinh doanh, khoa học về sinh vật, điều dưỡng, khoa học máy tính, toán học, sản xuất và thiết kế kỹ thuật số. Ở bậc sau đại học có các chuyên ngành kinh doanh, khoa học thông tin máy tính, khoa học nông nghiệp. Và học phí ở bậc đại học là 9.616 USD, sau đại học là 6.102 USD, với chi phí nhà ở khi du học tại đây là khoảng 4.700 USD. Về học bổng ở bậc đại học, học bổng Arvetson sau khi hoàn tất một học kỳ tại SAU với tối thiểu là 15 tín chỉ từ một kỳ và điểm trung bình là 3.5/4. Sau đại học là học bổng cạnh tranh dạng Assistantship. Và mọi thông tin thắc mắc về trường Southern Arkansas University hoặc là các trường trong hệ thống IELTS của Mỹ thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam qua địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 21481 Trần Quang Khải, phường Tân Bình, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, hoặc có thể truy cập vào website tânbìnhdương.edu.vn hay tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.